Dạ, mến chào cô chú anh chị, cô bác gần xa đến video tiếp theo của Năm Non Bảy Núi nha cô chú anh chị. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì hôm nay thì Hiền sẽ dẫn cô chú anh chị mình đến cái điện là của vua Gia Long nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì Hiền cũng trên một đoạn đường đi bộ lên trên điện vua Gia Long nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nếu có thương và mến quý mến Hiền thì like, chia sẻ nha cô chú anh chị. Những ai chưa có đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi những cái clip mà Hiền quay về Năm Non Bảy Núi cho bà con cô bác mình. Sau này có đi núi đi non thì cũng biết nhiều điểm để đến ha cô chú anh chị. Mà nơi trên hiện tại giờ là điện vua Gia Long thì ông ngự nơi tại núi Ông Cấm, còn gọi là Thiên Cẩm Sơn nha cô chú anh chị. Và thì cũng có những đoàn khách hành hương về đây để mà đến đi viếng viếng ông vua Gia Long nha cô chú anh chị. Thì Hiền sẽ khám phá và tìm hiểu nơi vua Gia Long ngự nha cô chú anh chị ơi. Nói chung thì cô chú anh chị nào nếu có ai mà đi lên núi Ông Cấm thì mình đến điện vua Gia Long để mà mình viếng nha. Đây là một cái đoạn đường mòn này cô chú anh chị, đường mòn để mà đi đến điện này cô chú anh chị, đi theo dàn đi theo đoàn Phật tử, đoàn khách tham quan đi đến đi viếng, đi chùa, đi núi, đi non. Rất là đông nha bà con cô bác mình. Đi theo cái đoàn rất là đông, đi sau chân những bước chân của những du khách ở xa đi đến núi Ông Cấm để viếng thì còn gọi là Thiên Cẩm Sơn. Hay xung quanh mình đây là toàn là gần không nha cô chú anh chị mình. Và cũng sắp tới rồi nha bà con cô bác, cô chú anh chị và các bạn có xem được cái kênh Năm Non Bảy Núi thì cô chú anh chị mình like, chia sẻ, ủng hộ Hiền nha cô chú anh chị, để Hiền có động lực để mà đi khắp nơi trong vùng đất Thất Sơn này để mà tìm hiểu và khám phá về tâm linh cho cô chú anh chị, đến những cái chỗ mà linh thiêng quyền bí nơi vùng đất Thất Sơn. Thì cô chú anh chị nào thì có xem được thì like, chia sẻ, ủng hộ Hiền. Nếu những ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video của Hiền. Sau này cô chú anh chị mình có đi núi đi non thì cũng biết nhiều điểm đến để mà đi viếng ha. Dạ, bây giờ là mình sẽ lên cái điện nhà cô chú anh chị mình. Lên điện luôn vua Gia Long nha. Dạ, thì Hiền sẽ đi quay những cái sơ lược cho bà con cô bác mình xem. Đây là những cái bàn hương án thờ binh gia và các đại tướng của ông nha cô chú anh chị mình. Thì nơi đây là có một cái sự tích rằng là hồi xa xưa thì ông vua Gia Long ổng đóng quân ngay tại nơi đây. Thì khi ông đóng quân ngay tại nơi đây thì nguồn nước cũng khô cạn. Thì ông cũng dùng cái thanh kiếm của ông là một vị thiên tử. Thì ông sẽ cắm, ông cắm xuống để cho quân lính của ông có chỗ để mà uống nước nha cô chú anh chị mình. Nơi đây
là viếng vua Gia Long à, cô chú anh chị mình. Dạ. Dạ một cái uống phải không ông? Một cái là cho lính uống, một cái cho ngựa uống đúng không? Là cái nào cho ngựa uống? Vậy hả? Con chỉ nhớ là năm con đi hồi nhỏ lắm thì con có nghe là nơi đây nè, là ông cắm cái thanh kiếm xuống là nơi đây là cho binh lính của ông nè, binh lính của ông uống là ngay tại đây nha cô chú anh chị mình. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì Hiền cũng nghe phong phỏng là những vị lão tiền bối nói rằng là ngày xưa ông đóng quân ngay tại đây thì do vấn đề là nguồn nước rất là hạn hẹp nên thành ra cũng ngay mùa hạn thì ông vua Gia Long ổng là dùng ổng cầu trời ông. Dạ không, lịch sử ông là họ Nguyễn Phúc Ánh, đúng rồi Nguyễn Phúc Ánh. Dạ cô chú anh chị ơi, thì vua Gia Long thì cô chú anh chị nếu là người Việt Nam mình thì cũng đã hiểu được lịch sử nguồn gốc của vua Gia Long ha. Thì ông đóng quân ngay tại nơi đây là ngày xưa là nguồn nước cạn kiệt nha cô chú anh chị mình. Thì thanh kiếm của ông cũng khấn trời, nếu ông là một vị thiên, đúng là thật sự là một vị thiên tử thì ông cho ông cắm một thanh kiếm này xuống dưới tại khe, tại đá thì đá nứt ra nè cô chú anh chị, thành ra một cái giếng nước phúng lên tràn lên nha, là nơi đây nè cô chú anh chị mình. À, nơi đây nè giếng này trời mưa nên thành ra là cũng có nước rồi ha, mà nói chung là cái ngay chỗ này là quanh năm đều có nước nha bà con cô bác mình, nước ở đâu ở trong núi tràn ra xuyên suốt luôn, giữ cho đây luôn luôn lúc nào cũng có nước nha. Còn cô chú anh chị ơi, thì để Hiền quay sơ lược cho bà con cô bác mình thì nơi đây thì cũng có bàn hương án thờ nha. Đây là cô chú anh chị. Còn một giếng nữa thì là giếng dành cho ngựa của ông. Ha, giếng bên kia thì bên đó là giếng cho quân lính của ông dùng. Còn cái giếng này thì trong sự tích thì là cái giếng này là ông cắm thêm một cái nữa là cho ngựa ông uống. Nè cô chú anh chị mình cũng có cắm thêm một thanh kiếm nữa thì đá nứt ra thì nước nó trào lên nha cô chú anh chị mình. Đây là cái giếng nè, giếng dành cho ngựa nè cô chú anh chị mình. À, chứ cô chú anh chị mình thấy nước nó rất là gông ghiêu như vậy, nó thật ra là rất là trong nha, thấy trong lắm cô chú anh chị mình, trong lắm đó, cô chú anh chị. Rất là mát luôn, mát lạnh luôn á cô chú anh chị, như nước đá vậy đó. Rồi để Hiền quay sơ lược cho xung quanh nơi đây ha, nơi đây là cái chỗ mà đóng quân ông ngày xưa nè cô chú anh chị mình, nơi đóng quân của ông. Dạ thì Hiền cũng quay xung quanh nơi đây ha, rồi một chút nữa thì Hiền sẽ dẫn bà con cô bác mình và các bạn đi vào trong điện vua Gia Long để mình đảnh lễ nha cô chú anh chị. Nơi đây là cũng rất là nhiều bàn hương án thờ binh gia của ông, hầu như là tứ phương luôn nha bà con cô bác mình, nơi xung quanh nơi đây là tứ phương luôn. Thờ những bàn hương án, thờ những vị tướng, những vị tướng tài, những vị lính của ông. À, cô chú anh chị thấy không? Dạ thì cô chú anh chị mình ơi, thì ví dụ như cô chú anh chị mình có đi viếng thì đến điện vua Gia Long thì cũng có một cái chỗ để mà mình dừng chân nha, uống nước nghỉ ngơi nha cô chú anh chị, có cái cơ quán gần điện vua Gia Long. Thì cũng có bà con cô bác mình ở xa cũng đến đây để mà viếng cúng lại nha bà con.
Dạ. Dạ cô chú anh chị mình thì có chữ khắc trên đá là đền thờ vua Gia Long nha cô chú anh chị, tại núi Cấm. Núi Cấm là còn gọi là là Thiên Cẩm Sơn nha bà con cô bác mình. Thì cô chú anh chị thấy đó là ngày ở chỗ này là ngày xa xưa thì ông đóng quân ngay tại nơi đây, thì do phần khô hạn quá nhiều nên thành ra ông quân lính ông nơi đây, thì ông nhìn lên trên trời rồi ông sẽ nói là nếu ông là một vị thiên tử thì cho thanh kiếm này cắm ngay tại cái chỗ đá như thế này nè, một bãi đá này mà canh kiếm cắm xuống thì đá nứt ra nước trào lên nha cô chú anh chị, là có hai giếng nha, một giếng là dành cho quân lính và một giếng dành cho ngựa của ông nha cô chú anh chị, là chứng. Dạ. Dạ. Đây là rất là màu nhiệm và linh thiêng nha bà con cô bác mình. Thì cô chú anh chị mình cũng thấy đó ha, là nơi thanh kiếm cắm mà một nhát kiếm thôi. Một nhát kiếm thôi tại nơi đây. Tại nơi đây nè bà con. Đây. Một nhát kiếm tại nơi đây mà hai bên đá nứt tại điểm đó. Cô chú anh chị mình thấy không? Thấy rất là màu nhiệm không? Đó. Nếu ông là một vị thiên tử thì trời giúp ông cho ông sống để mà ông giành lại những đất nước để thống nhất giang sơn bờ cõi của nước Việt Nam ta nha cô chú anh chị mình. Dạ chú đòn ở đâu, tỉnh nào vậy? Cà Mau. Cà Mau lắm hả? Dạ rồi tối nay mình ngủ tại trên núi Cấm luôn. Dạ chắc lên đi bùa hông ngủ cho anh ha. Chưa biết. Dạ đâu, tối ngủ đó. Dạ. Dạ thì cô chú anh chị mình ơi, thì nơi đây là thờ một vị cũng giống như là một vị quân sư thừa tướng của ông nè cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị mình cũng biết là một vị vua thì hai bên sẽ có một vị thừa tướng và quốc sư nha. Và bên xung quanh bên những bên kia là quân lính của ông nha cô chú anh chị. Đó. Dạ. 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 Còn đi không có mấy cái này. Dạ. Thì vì biết không, là tại vì thì hàng năm thì cũng có bà con cô bác ở xa ở gần thì cũng người thì tu sửa một chút thành ra tạo ra một cái chỗ mà để mà che nắng che mưa. Dạ thì cô chú anh chị mình ơi, thì nơi đây là điện thờ ha, điện thờ vua Gia Long là Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế Nguyễn Phúc Ánh, niên hiệu là Gia Long nha, 1762 nha cô chú anh chị. Quá linh thiêng và hùng vĩ nha cô chú anh chị mình ơi. Nếu có dân duyên có dịp nào thì mình về đây để mình viếng nha ông nha cô chú anh chị. Và thì hiện cũng cô chú anh chị nào trong nước ngoài nước á, thì có nhân viên mình về núi Cấm để mà mình đi viếng đi cúng đi lại để cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu tài lộc gì đó ha cô chú anh chị. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì Hiền sẽ đặt cái máy quay ngay tại đây để Hiền đảnh lễ không. Thank you.
Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì Hiền sẽ quay xung quanh cho cô chú anh chị mình xem nha. Nơi nơi đây là đóng quân của Đức Vua Gia Long, Cao Tổ Hoàng Đế Nhà Nguyễn nha cô chú anh chị mình. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì Hiền hiện tại bây giờ Hiền đang ngồi ngay tại là miếu của nơi nơi tại là miếu của vua Gia Long nha cô chú anh chị, gọi là vồ vua Gia Long. Thì cô chú anh chị nào có nhân duyên có dịp nào để mình đi về đây để mình viếng mình cúng mình lại cô chú anh chị, nơi đây rất là linh thiêng, về cầu bình an cầu sức khỏe may mắn gì đó thì cô chú anh chị cứ việc đến đây, hoặc là nếu cô chú anh chị mình không biết đường thì cô chú anh chị có thể là Hiền cũng để cái số Zalo dưới phần mô tả. Thì cô chú anh chị có nhân viên mà có về đây nếu không biết đường thì cứ liên hệ cho Hiền, Hiền sẽ chỉ đường cho cô chú anh chị mình, hoặc là dẫn cô chú anh chị mình đi đến đó để viếng đi cúng đi lại nha. Dạ thì video của Hiền thì cũng đến đây là kết thúc rồi, nơi Hiền cũng khám phá và tìm hiểu nơi điện vua Gia Long nha cô chú anh chị. Dạ hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Và có thương và mến Hiền thì like chia sẻ ủng hộ Hiền nha cô chú anh chị, để Hiền có động lực để mà đi đi viếng núi non, để quay nhiều những cái cảnh linh thiêng nơi vùng Thất Sơn Bảy Núi cho cô chú anh chị mình. Để mà những ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi khi nào có những cái video mới nhất thì Hiền sẽ up lên cho bà con cô bác mình xem và tìm hiểu và biết đây biết đó cô chú anh chị. Dạ Hiền chúc cô chú anh chị mình buổi trưa vui vẻ và được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Dạ hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.